phát hiện ra cái cần rồi mấy bạn ơi. Nhưng mà bây nó lôi cần đi không? Mà bây giờ làm sao? Giờ anh qua bên kia cho nó gần. Anh đưa qua bển đi. Phát hiện ra cái cần rồi mà bây giờ không biết làm sao để lấy được nó nè. Cái chỗ lia đèn pin lắm nè, đó cái cần nằm dài dài vậy đó. Ôi ôi ôi, anh có bỏ dép gì? Nước cũng cạn quá nè, không sâu lắm ha. Thấy không, thấy không? Ôi ơi, trời ơi, à, đây rồi. Ôi trời ơi, trời. Nó mạnh ghê trời. Sao rồi, giục luôn hả? Anh cầm được cái cần chưa? Ủa vậy sao nãy mới thấy anh cầm lên mà? Trời ơi hay vậy. Ủa mạnh vậy. Ủa, ướt nhẹp luôn. Nó giải mạnh ghê trời. Ý mà cầm được cái cần nữa mấy bạn, nhưng mà nó kéo đi luôn á. Ừ? Thấy nữa hả? Rồi sao? Gỡ cho nó đi. Em đoán hay không? Em nói con cá bự này chỉ có con cá tra thôi. Nó kéo cái cần đi tới đây luôn rồi nè mấy bạn. Trời ơi, ôi. Gịch vô luôn hả? Ừ. Sao? Ờ, đợi đợi em xíu. Chưa quay quay, quay lại quay, quay lại. Nè các bạn, cá bự nè. Ôi, ôi. Đứt luôn rồi. Rồi. Thôi thôi kệ, vuột ra được rồi khỏi hết. Rồi, nó kéo cái cần đi nè, ghê thiệt. có đứt cái lưỡi không? Không. Rồi. Nó, dạ. Nó. Thôi kệ đi coi. Coi như giải cứu cho nó đi. Nè, xíu. Tại vì mình cũng không có bắt cá tra. Cái lưỡi nè, nó cong ra luôn nè. Đâu? Nè. Cong lưỡi. Hy sinh ướt quá bộ đồ. Tưởng đâu cá bự. Em tưởng đâu là con cái không mà hồ mình cá tra mà phải rồi. Tự nhiên nó cá tra chi vậy? Tại nó cá bự luôn đi. Ý. Mẹo thì chữ. Người ta có cái xe không chứ?